Con ở nhà phải biết luyện tập sức khỏe và nghe lời doctor khỏe, giúp đỡ mọi người nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Ba đi cẩn thận nha. Ừ, ba đi đây. Ủa, cái gì vậy Mận? Sao khóc vậy? Hả, có chuyện gì nói anh Toàn nghe đi. Chào anh Đình Toàn, em buồn quá anh ơi. Nín dứt, không có buồn. Em buồn, em khóc hoài như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em, biết không? Ba mẹ em đi ra Bắc hết rồi, em nhớ ba mẹ quá. À, anh Toàn có nghe doctor khỏe nói á là chỉ khi nào vào mùa hè thì ở miền Bắc mới có mận, chứ không phải có quanh năm giống như ở miền Nam chúng ta. Có lẽ vì vậy mà ba mẹ em mới đi ra Bắc đúng không? Có ta, có ta. Ai vừa nhắc ta đó? Hay quá, chào doctor khỏe. Ông doctor khỏe đến đây rồi, vậy thì doctor khỏe giải quyết chuyện của bé Mận đi. Ba mẹ con đi xa vì mùa này ngoài đó ít mận, mà thời tiết này á thì mận rất có lợi cho mọi người, nên ba mẹ ra đó để giúp đỡ mọi người đó mà. À, ra là vậy. Nghe doctor khỏe nói thì Đình Toàn mới có thể tưởng tượng được thật nhiều những giá trị dinh dưỡng từ bé Mận đó nha. Cái lợi ích mà bất ngờ nhất đó chính là mận giúp giảm nguy cơ bị mắc bệnh ung thư đó. Ồ, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ồ, hay vậy. Mận chúng em chứa rất nhiều vitamin C, A và chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt cái gốc tự do gây hại, nên đương nhiên là sẽ hạn chế khả năng ung thư rồi. Chà chà, nhìn em bé xíu vậy mà nhiều công dụng ghê mận ha. Trong mận có chứa một chất rất đặc biệt gọi là alkaloid. Đình Toàn có biết chất này hay không? Alkaloid? À, Đình Toàn nghe rất là quen, nhưng mà như không biết à. Đúng rồi, chất này thường có trong các loại thuốc kiểm soát lượng đường cho người bị bệnh tiểu đường đó. Chính vì vậy mà mận rất có lợi cho người bị bệnh tiểu đường. À, khoan khoan khoan, cho Đình Toàn ngắt lời một cái. Mận á thì ngọt, vậy thì làm sao có thể tốt cho người bị bệnh tiểu đường được? Đắc tới khỏe ơi, ba mẹ Mận nói mận chúng con rất tốt cho người bị bệnh tim nữa, phải không Đắc tới khỏe? Đúng rồi, đúng rồi. Đình Toàn có biết cái gì gây ra tác hại cho tim không nè? À, cái này Đình Toàn biết, đó là cholesterol. Chính xác. Nhờ một hàm lượng chất dinh dưỡng và chất xơ dồi dào mà mận có thể ngăn chặn sự xuất hiện của cholesterol trong máu. Điều đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim đó nha. Không ngờ nha. Mận, em chỉ là một loại hoa quả nhỏ bé thôi, nhưng mà lại rất tốt cho các bệnh như là tim mạch nè, tiểu đường nè. Anh Đình Toàn phải thường xuyên dùng mận để mắt sáng hơn đó nha. Ây chà, bây giờ còn tốt cho mắt nữa hả? Mận ơi, em làm cho anh Toàn cảm thấy đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác bằng những công dụng của mình đó. Đương nhiên rồi, vì mận có nhiều vitamin A, mà vitamin A là vũ khí lợi hại cho đôi mắt của chúng ta còn gì nữa. Hèn chi, vậy là ba mẹ của Mận phải đi ra Bắc để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Như vậy là đúng rồi, em đừng có khóc nhè nữa. Đừng nhắc nữa em nhớ ba mẹ quá. Thôi, được rồi. Rồi, thôi được rồi. Anh Toàn sẽ không nhắc tới ba mẹ. Không nhắc nữa, được chưa? Bởi vì anh Toàn cần dành thời gian để nhắc nhẹ cho quý vị khán giả chúng ta. Đó là thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết rồi. Mọi người ơi, tạm biệt.